chân luôn. Dạ, ơi, trời ơi. Họ chân một chân luôn anh. Quá xuất sắc. Giữa tay đây, rồi rồi. Wow. Trời trời trời. Không biết nha. Bơi bơi quá mọi người ơi. Quy nhân của anh Quy. 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 Ủa đây là đâu vậy? Quy. Ở đây là đâu vậy? Ủa cái gì mà nó bơi như vậy? Tèo không? Tèo. Mà ông bác tèo gì? Tèo rim. Tèo gì? Tèo rim. Tèo rim là tèo gì? Tèo tít khô á. Anh Vũ lên đây anh Vũ tèo, anh Vũ đỡ anh Vũ. Vũ sao Vũ? Lên đây càng tèo các bạn ơi. Ủa, ông nó mới thẳng ra hả anh? Gì? Tèo mất luôn rồi. Gì? Mất tèo luôn hả? Mất tèo luôn hả? Mất tèo luôn. Ủa? Em bình thường có mất tiêu mà. Bình thường cũng mất tiêu. Không, giờ nó có chút xíu ra mà giờ lên đây mất tiêu rồi. Chết mẹ rồi. Nhưng mà đi cái là khổ luôn á. Wow. Giờ nó thành con gái luôn rồi. Đây, những con đường quẹo cua. Nặng quá. Ờ, nên là không có đèn xanh đèn đỏ. À, kính thưa các bạn, tụi mình vừa đến Đà Lạt. Trời rất là lạnh nhưng mà trung lột áo của Huy. Giờ Huy vừa lạnh vừa dí trung kìa. Huy dí trung lấy lại áo kìa. À, kính thưa các bạn, đây Phú với Út Mini đang đứng bên hồ Xuân Hương, đang đi dạo quanh hồ Xuân Hương của Đà Lạt. À, phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Đây là lần thứ mấy em quay trở lại Đà Lạt à? Chắc là lần thứ ba. À, lần thứ ba đến Đà Lạt hả? Ngày nào coi ăn này nè. À, ngày nào cũng coi hả chị? Em thấy bình luận ở bài viết của anh đó. Không phải hả? Dạ. Ok, nó xem vào đây nói chuyện ha. Chị cũng hay xem kênh Đồng Lạc Bình Dương hả? Em xem nhiều. Dạ. Chuỗi đâu? Hôn anh Trung cái được không? Hai bạn tay một cái nữa. Rồi, chụp kia nha. Đứa sẽ giao lại nè, xe quá chừng. Trời ơi. Nhà chị gần đây không? Nhà mình gần đây. Ok. À, tụi mình đang di chuyển lên quảng trường của thành phố Đà Lạt. Lạnh quá, Anh Tiên nè, hai ba Tuki. Tuki ơi. Đúng rồi. Kính thưa các bạn, đây là quảng trường thành phố Đà Lạt. Ở đây thì có rất là nhiều chú chó xinh đẹp. Khách du lịch muốn chụp hình thì phải tặng cho chủ chó một ít tiền. Bây giờ Út Mini sẽ gọi một cuộc gọi đến một khán giả thân yêu kênh Độc Lạ Bình Dương và mời những người bạn trong kênh Độc Lạ Bình Dương ghé ở lại chỗ đó là nhà nghỉ hay là khách sạn? Homestay. Rồi, homestay. Chị ơi, em đến hồ Xuân Hương rồi đó chị. Em tới cây xăng đi chị, lại chị đón. Cây xăng nào chị? Cây xăng Xuân Hương á. Cây xăng Xuân Hương hả chị? Giờ em không biết đường đi cây xăng Xuân Hương ấy. Để hỏi. Để em hỏi ha chị. Thử thách Quy nha, cầm cái máy này đi hỏi mấy cô mà đẹp nhất ở bên ngồi bên bờ hồ là cây xăng Xuân Hương chỗ nào? Anh chỉ rồi đó nha. Không biết rồi.
ăn xung quanh. À dạ. Ủa? Sao đây kêu ở đây gần như chỗ cây xăng Xuân Hương mà ta? Đúng không biết. Sao? Cây xăng Xuân Hương. Cây xăng Xuân Hương á. Cây xăng Xuân Hương hả? Dạ. Cây xăng Xuân Hương nằm ở đâu? Xuân Hương hả? À. Đây hả? À dạ. Thôi em đang hạ mà tiên đi má em. Dạ đây đang. Đang định nào đó chị ơi. Đâu đó? Rồi. Hai chị thấy được chị đi trước đây em chạy theo ha. Đó, xe giờ thì đó. À, kính thưa các bạn, khi mà tụi mình đăng cái thông tin là tụi mình sẽ ghé thành phố Đà Lạt lên Facebook thì chị Thùy liên hệ để lại số điện thoại và chị Thùy ngỏ ý là mời cả đoàn về khách sạn của chị để nghỉ. Sẵn đây thì như một hành động tri ân thì tụi mình sẽ có một cái review nhẹ nhẹ khách sạn của chị Thùy để giới thiệu với cộng đồng theo dõi kênh Độc Lạ Bình Dương. Rồi, chào chị Thùy nha. Cô đi. Nhà chị trong này hả? Homestay hả? Nhà chỗ mà chị Thùy thường đón khách. Nha. Lạ lắm á. Có đầy đủ. Dạ, có đầy đủ. Lạnh không hả? Dạ không. Lạnh không? Không, không bình thường. Rồi đó, muốn ở tầng trên ở, muốn ở tầng dưới ở. À, chỗ này rộng đẹp quá bà ơi. Ở chỗ nào đó ở? Đi tầng trên đi, cho anh này, tầng dưới đi. Tầng trên, tầng dưới không có luôn á. Tao xem dưới này đẹp không? Thằng này chụp chị cũng thích đó nha Quy. Thằng này có cửa sổ đó nha. Nè mấy đứa cái này mấy đứa. Đó, tối ngồi đây nhậu nhức nách luôn á. Ồ, ngồi đây nhậu là nhức nách luôn. Ở trên nó cũng có cửa sổ. Không, à, ở đây trên á. Đây mình quay phía trong nội thất của căn phòng này cho các bạn xem ha. Dễ thương. Kính thưa các bạn, tụi mình đang ở Đà Lạt. Địa điểm mà tụi mình tìm đến là nhà của Vi. Đó là một cô gái tuyệt đẹp có đôi chân diệu kỳ. Đúng rồi. Chưa bao giờ dùng một cái từ tuyệt đẹp dành cho cô gái nào hết. Mà hôm nay phải dùng cái từ đó. Chỉ vì vài tấm hình xem qua mạng thôi. Còn không biết thực tế ở ngoài như thế nào. Các bạn thấy không? Trung bữa nay ăn mặc giống như diễn viên Hàn Quốc không? À. Đây anh Quy. Anh Quy bữa nay cũng mặc giống diễn viên Hàn Quốc quá. Này Hàn Quốc dùng sâu dùng xa. Đây là giống hàng sản. Hàng châu đá. Hàng châu đá. Rồi, tới đây sáng sáng đó coi. Giới thiệu. Đây. Dễ thương quá. Độc Lạ Bình Dương. Xin chào. Kính thưa các bạn, đây là MV. Nhà em nè. Tôi mai đi tập nhà, giờ đi chơi. Đi. Kính thưa các bạn, bây giờ là tụi mình sẽ ghé quán lẩu gà lá á của chị Mỹ Mỹ. Đây lẩu gà lá á, bạn hàng của kênh Độc Lạ Bình Dương nè các bạn. Rồi xuống ôm cái đi, chào chị. Rồi trời ơi dễ thương nè, sao nhìn trong 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 ra tivi thế lớn hả? Dạ. Giới thiệu với chị, đây là bạn Vi, một nhân vật mới của kênh Độc Lạ Bình Dương ở Đà Lạt mình luôn. Em lên đây về để phỏng vấn Vi á. Các bạn, đây là quán lẩu gà lá á của chị Mỹ hả? Chị tên Mỹ đúng không ạ? Đúng rồi. Mỹ. Nằm ở địa chỉ là đường số 16 đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt. Đối diện siêu thị Điện Máy Chợ Lớn nha các bạn. Đây. Lẩu gà lá á thôi. Một cái lẩu thường bao nhiêu? Nói chung là 4 người ăn là 300. 4 người ăn 300 hả? Dạ. Ừ. Lẩu nhỏ có 200 có. Cái này là mấy người ăn cỡ Quy là nửa người ăn á. Thôi để chị đi làm lẩu cho ăn rồi nói chuyện nữa. Đang đói bụng mà. Từ trưa giờ chưa ăn gì á. Đúng rồi. Ăn cái lẩu của chị á. Đúng rồi, chị đáng, chị thương mấy đứa dữ lắm luôn á, chị theo dõi mà. Dạ. Hôm qua nghe đi Đà Lạt là nhắn tin liền. Dạ. Cái lá ế này là chị nhập từ Phú Yên đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đây bao nhiêu em cử động em bóc mấy cái lá này được không? Không, em bóc em phải bắt bằng hai tay. Chứ không có mấy cái ngón tay không có làm đúng rồi. Mấy ngón tay làm.
cái bàn tay trái kia các bạn nó khỏe hơn tay phải hả? Tay trái này em có mổ 2 lần rồi. À mổ 2 lần rồi hả? Nhưng mà cũng vậy, nó chỉ nhúc nhích được vài ngón thôi chứ không có nắm được. Em khui bia được bằng chứng không? Khui bia hả? Dạ được. Thôi nói chung là em làm bằng chứng hết. Em nấu khui ăn được không? Khui bia bằng chứng cũng được luôn hả? Khui bia bằng chứng được rồi, làm luôn. Bổ tay. Ơi. Mấy cái kia sao em không dắt nó đi? Không đủ chỗ gì ơi. Không đủ chỗ gì ơi. Xe có 4 chỗ mà 10 người ra. 5 chỗ mà 10 người là câu lạc bộ 10 người là. Ai hà đi tới 10 người sao mấy người kia không đủ hả em? Không có, ý là 10 người nên là xe không có đủ chỗ, xe em có 5 chỗ à? Xe 5 chỗ mà người hả? Không có chở gì hết rồi, chị. Rồi là chị hiểu rồi. Lâu lâu có dịp đi mà mấy em kia không được đi đủ. Rồi đó bây giờ khu bia đi. À, kính thưa các bạn, cô gái này là có khả năng là khui bia bằng chân đó. Rất là khó tin. Nên bây giờ là chị Mỹ sẽ đem bia ra đó, để cho Vi khui đó, đây. Cầm đây, anh nói cho. Rồi kính thưa các bạn, cả cuộc đời Phú là chưa thấy một cô gái nào, đặc biệt là một người đẹp nào mà có khả năng là khui bia bằng chân. Thì hôm nay là Phú là bôn ba từ Bình Dương lên Đà Lạt để gặp một mỹ nữ. Đây, người đẹp đây. Với đôi chân kỳ diệu, đâu em đứng lên cái vô bà con cô bác cái xem cái cờ đó. Xây mộng luôn. Trang dài miên man. Xây mộng luôn. Đặc biệt là có khả năng là khui bia bằng chân. Đây. Khó tiền quá phải không bạn? Đây. Đây, sao đây là chương trình khui bia bằng chân. Rồi. Em mà em khui được lon nào là anh uống hết lon đó đó. Rồi, chắc kèo nha, anh muốn chắc kèo nha. Rồi, ok, chắc kèo. Rồi. Wow. Khoan nha, từ nha, làm slow motion nha. Slow motion anh. Rồi, em run quá à. Từ từ, mình... Không, mấy bây giờ lỡ khui không được, lấy cái đồ khui được không? Cái bia này nó hơi bị trơn á, tại vì nó lạnh á. Wow. Wow. Quá xuất sắc. Không không được bắt Phú uống. Chết mẹ luôn. Quá giỏi luôn. Trời ơi, xuất sắc. Gì quay tùm lum vậy? ba ngự quay thôi chứ. Quá giỏi. Oh, lão phơ này nha mọi người. Rồi. Để anh hơi vô cái ổng. Rồi. Rất là ngon quá. Đi dọn này chưa được. Trời ơi, không cần dùng mũ luôn. Trời ơi, quá thiệt. Xuất sắc. Quá xuất sắc. Cái này là anh Trung sẽ ăn luôn cái lon. Đó, bây giờ Trung. Sao anh? Em qua đây. Đó, bây giờ em để cái lon nó xuống đây. Bây giờ ví dụ như là Vi mà dùng cái lon đó mà đút cho Trung uống rồi được không? Thách thức rồi, thách thức chai luôn. Bây giờ anh Phú ở đây cùng lon đó rồi. Em đem lên cùng sau. Đây. Đó. Em gắp này đó. Chị. Thôi tắt đi. Tắt cái lộ mánh. Cấm đi. Vậy được rồi. Cái này bọn em chưa phát hành mà đăng lên có mấy bạn ấy là dạ ha. Rồi. Không, giờ chị quay mấy đứa này thôi. Dạ. Chị đừng có live stream nha. Chị live stream mà chị live mấy đứa nè, chị đâu có live. Rồi nha, kính thưa các bạn, bây giờ là mình sẽ dùng lon cùng với... Chưa em mới đăng lon cùng kia chưa? Dạ. Rồi, cho anh Trung uống coi, được không? Ồ, một chân luôn. Dạ, ơi, trời ơi. Họ cần một chân luôn anh. Quá xuất sắc. Giữa tay, rồi. Nhưng mà cái lon này trơn quá à, trơn lắm. Trơn quá à? Tại vì nó wow. Lạnh. Trời ơi, không biết nha. Quá giỏi rồi. Dạ. Lần đầu tiên trong đời. Rồi, Trung nó chết luôn rồi. Bơi quá mọi người ơi. Quay vô của anh Quy. Quy. Ủa đây là đâu?
đâu vậy? Quy, ở đây là đâu vậy? Ủa cái gì mà nó quy vậy? Người ta ăn đòn trước, ta chưa có. Hỏi phải biết là người đẹp cần gì. Trời ơi. Thấy chưa, Quy mà nó còn dạy cho Trung kỹ năng tán gái. Không, bây giờ ví dụ là Quy đang đi tán gái thì Quy làm sao Quy? Làm sao? Ví dụ kiểu đi. Đây. Em ví dụ em. Tầm bay. Nè, cái này gọi là kỹ năng đi tán gái, hiểu không? Rồi. Giả dụ. Giả dụ. Em ăn gì em? Ăn gì để ăn gấp cho nè. Anh Trung là đang ngồi hầm của em nè. Rồi, xuất sắc quá Quỳ ơi. Nào giờ anh hỏi mấy chị này anh ngu lắm. Nè, bây giờ 25 tuổi còn ế. Anh nghe cho mày chị này gấp miệng nha. Em làm anh chảy nước luôn á. Mẹ em biết ghé quán chị ăn lẩu gà nha. Có phúng nè. Rồi. Ăn gì vậy? Cho miếng nấm. Thưa các bạn, hôm nay là Trung là vẫn chưa có vợ này. Thấy gặp người đẹp là ga lăng dữ lắm. Rồi bây giờ em biểu diễn kỹ thuật cầm đũa cho anh coi. Từ từ anh chưa kịp quay, em làm nhanh quá vậy. Mình làm cái chế độ slow motion. Slow motion, dạ. Rồi, action. Rồi, cô Vy cầm đũa này các bạn. Sao chị ra quá? Chị ra cho em thú quay. Hay quá. Nóng quá. Trung thở vậy. Này. Đó, đúng là thử đó. Cái chân nó dơ thiệt chứ. Lên. Lên. Dơ quá. Được rồi. Ờ, chấm mắm rồi chứ. Phải chấm đầy đủ chứ. Hay quá. Xuất sắc. Gà là é, ngon quá. Ngon. Mọi thứ đều ngon. Cái lá é này là chị Mỹ là chị mua từ miền Trung á các bạn. Từ Phú Yên. Phú Yên trở lên. Đà Lạt. Cái món lẩu gà lá é này thì em cũng nghe nói là nguồn gốc nó xuất phát từ Phú Yên. Nhưng mà cái nó là tồn tại ở Phú Yên bao lâu rồi chị biết không? Nói chung là Phú Yên thì xứ nóng á, ăn nó rất là dở, thành ra là ở dưới đó không có được nổi tiếng. Đặc sản của Phú Yên nhưng mà bây giờ là đặc sản của Đà Lạt. Vậy hả? Đúng rồi em, bây giờ em đi Đà Lạt là nổi tiếng lẩu gà lá é. Em xuống Phú Yên hỏi chưa chắc là ai biết nữa. Dạ. Tại vì nóng quá người ta ăn không được, lên lên lạnh. Lên lên lạnh thì thành ra là nó phổ biến nổi tiếng luôn. Đúng rồi, nổi tiếng. Ngày mai đâu chính đó đó. Thì đó. Ngủ. Đề nghị mai là mai cho Vi nè. Là mai cho Vi hả? Trời ơi, là mai cho Vi cho sập kênh mình luôn. Vi đang nghe có ý định tuyệt giống chồng. Đây là món ăn là ta kêu là món ăn dạy cảm đó. Giải cảm. Đúng rồi. Dạ. Người mình mà hơi cảm ăn cái này vô là đổ mồ hôi, tốt mồ hôi ra liền. Dạ. Ăn là thấy nó thoải mái lắm. Mình bỏ vô cái này mình để lâu không hay là nhúng vô cái lá đình? Nhúng vô chút xíu mình đem ra để lâu là nó sẽ bị dai lá. Dạ. Nó không được ngon. Còn cái gà này là gà chị lấy từ đâu? Lấy cũng Đà Lạt luôn. Đà Lạt luôn. Dạ. Cái gà này là gà dai. Em ăn thấy sao? Rất là ngon, nó giống như gà ta ở ngoài Quảng Ngãi em mà vậy. Dạ. Dạ. Đây là kêu là gà dai, gà ta. Dạ. Vậy cộng đồng bà con cô bác mà xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương nhớ có dịp mà đi ngang qua cái cung đường 3 tháng 4 thuộc thành phố Đà Lạt thì ghé tiệm của chị Mỹ Mỹ xuống mình số 16. 16 rồi, 16. Đối diện siêu thị Điện Máy Chợ Lớn nha các bạn. Đó. Rất là dễ tìm, quán rất là ngon. Giá bình dân nữa.
chỉ có 3 triệu một nồi thôi. 3 triệu rồi ăn hết bệnh viện. 300 ngàn một nồi như thế này mà 5 người ăn. Được phải không? Đúng rồi em. Đúng rồi chị. Trời ơi, em giới thiệu 3 triệu chắc bỏ giờ lái chạy hết. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.